Lần trước mọi người nhớ Lương Thanh Mai không? Đấy, phá kỷ lục được ổng ấy thì Hường sẽ tặng học bổng 15 triệu. Còn ông nào mà phá kỷ lục của canh phá kỷ lục anh Thanh Mai ấy được 20 triệu. Vừa rồi anh có tham gia vào nhóm Hitman, thì hôm đó là mà anh còn đi làm công việc mà cái dở này dở kia, như hồi trước hình như anh có nghe Hường nói là khi mà bạn ưu tiên cho cái công việc nào tiền thì cái công việc đó nó sẽ mang tiền đến cho bạn. Anh cứ dở dở ương ương thì vừa làm affiliate vừa làm bất động sản, thì thấy cái mỗi bên nó cứ dở dở ương ương sao đó. Tới một ngày khi mà Hường thành lập nhóm Hitman á, thì anh quyết định là nghỉ bên kia và tập trung vô một tập trung vô cái lĩnh vực này. Theo đó thì vừa rồi thu nhập nó cũng tăng lên, nên anh nghĩ là mọi người làm affiliate thì coi cái này công việc này cũng nên là coi một công việc nghiêm túc, chứ cũng dở dở ương ương thì đến một ngày đó bên nào đó bạn cũng sẽ rớt lại thôi à. Mình Linh đến từ Thanh Hóa, mình rất vui được gặp mọi người. Lâu lắm rồi mình mới tham gia Zoom. Nói chung là cũng đợt này cũng tương đối là nhiều bão một chút, nhưng mà không sao cả, mình vẫn còn một tài khoản, rất may vẫn còn chạy được. Vẫn có thu nhập. Nói chung là tiếp tiếp cái lời của anh Quốc chia sẻ, anh Quốc nói rất là đúng. Anh Quốc có chia sẻ rất là đúng, nếu mà bạn mà tập khi bạn mà tập trung vào cái một công việc á, thì công việc đó sẽ đem thu nhập cao cho bạn. Nếu mà bạn cứ hai công việc mà các bạn làm hai công việc á, thì sẽ không bao giờ tạo được thu nhập cao đâu, mà không bao giờ sẽ đột phá được đâu. Đấy là cái điều chắc chắn. Đấy, vì là nếu mà mình xác định làm lĩnh vực kinh doanh này thì anh em cân đối tài chính để anh em nghỉ việc, cân đối tài chính một khoảng thời gian để nghỉ việc. Không phải là mình khuyên các anh em bỏ việc đâu nhá, nhưng mà anh em đấy là từ bản thân mình rút ra thôi. Thì anh em nên cân đối. Cũng trong nhóm X-Men thì cái này anh em thì cũng nhiều, anh em thì có tài khoản, còn em thì em đang còn vẫn còn hai con mà không dám chạy nhiều, phải chạy chậm chậm. Mình nên làm đa đa nền tảng, đa kênh. Hy vọng là sẽ gặp anh em nhiều trong cái khóa tiếp thị giá cao, tại vì bữa có nhắn với Hương là sẽ chiến mạnh cái vụ đó, nên đang chuẩn bị rất là nhiều việc cho việc đó, viết content này nọ, đang chuẩn bị rất là nhiều, cũng như là đang xây dựng cái nguồn thu thứ ba. Và anh em nào đang ở Đà Lạt thì cùng nhau kết nối, mới lên 3 ngày mà chịu không nổi, lạnh quá Anh lấy vợ càng ghê ngày càng đẹp bạn. trai nhỉ, anh lấy vợ càng ngày càng đẹp trai đấy. Anh thấy là hợp hơi vợ đấy, trước không có hơi vợ hình như là hơi thiếu thiếu cái gì. Ai đang vô hai cái Zoom ấy, mình ra bớt cái cho ông Vũ Minh Đức ông vô chia sẻ cho vui đi cả nha. Mình ra nhá, để mình ra để em. Anh đang vô hai Zoom hả? Không, anh ra anh có một thôi. À, anh ra hả? Anh ra rồi rồi không tham gia nữa hả? Ok đi. À, ra thằng tí vào. Vào kiểu gì full rồi ba. Thế thì ai hai zoom thì ra đi. Ok thì để em ra đi. Anh Đức vào đi, em ra rồi đó, em có hai zoom. À rồi ok, ông Đức vô rồi kìa. Ok hai anh Đức, mới mới có một người hy sinh đi ra để Đức vô đó nha, mình phải biết trân trọng điều đó nha. Ok, xin chào mọi người. Thì Đức mới ở Gia Lai về nên là vào hơi muộn chút. Anh Đức ơi, nghỉ Tết chưa anh? Anh nghỉ Tết lâu rồi. Xin chào mọi người. Em là Lai. Em ở Gia Lai. Chị Thanh. Em cô ơi, chào mọi người nha. Nay lên là chủ yếu là cảm ơn anh, cảm ơn cô giáo với anh Kiệt, với anh Đức chia sẻ. Tại vì em học kinh nghiệm từ hai anh nhiều lắm, với anh Quang nữa. Tại em có doanh số hôm nay là cũng nhờ ba anh. Bởi vì nói cô giáo chừng nào tới tới đại hội nhớ cho em hay nè, đặng em chờ em canh em lên. Tại mấy anh nó chia sẻ kinh nghiệm hay quá, nhưng mà nhiều khi em vô em làm em không biết nó là cái gì. Tại vì đầu tiên là vô học với cô giáo rồi nói cô ơi em không cần tiếng Anh học được không, cô nói học được hết trơn, mà thật sự tới giờ mình chẳng không không có gành tiếng Anh miếng nào hết trơn á. Mình làm theo cái quán tính với lòng nhìn đó mình làm thôi, nhưng mà cái đầu ra kết quả được từng đầu tiên là mình báo với cô giáo là mình được mấy xe rồi, mừng quá trời mừng. Cái qua tầng 2 lên được xíu, qua tầng 3 ở đầu lên tháng thứ hai là mình đạt con số hơi cao còn thiếu, rồi qua tầng thứ ba nữa, qua tháng thứ ba là mình đứt luôn. Bước qua tháng thứ ba là không còn xe luôn, là không còn tiền khoản nó chạy luôn. Ok, anh Thanh đâu? Không có mở video hả anh Thanh? Cái video tại không cài, tính đem cái máy đi qua thợ nó coi mà không cài bằng việc ở ngoài quá cho nên chưa thời gian đây cho nó sửa lại. Không có video, mấy bữa zoom điện thoại mà giờ zoom điện thoại cũng không được nữa rồi hả? Cho ta vô cái giờ vô lab đợi sợ bỏ uổng quá. Ok. Thì hồi nãy Hương có chia sẻ là anh nói qua về anh Trí Thanh đó. Thì anh Trí Thanh
Được rồi, đợt này anh Chí Thanh cũng nhận học bổng luôn. Nhưng mà rất tiếc nhận học bổng xong phát cứ đứng luôn, bị khóa tài khoản luôn. Ổng mới làm nên chưa chuẩn bị được tinh thần. Là chuẩn bị tinh thần gọi là nhiều tài khoản á, để chạy giống như những người chạy cũ. Thì anh Thanh được đâu đó 8.000 đến 12.000. Thì mình không biết con số nào, lúc thì ông nói 8.000, lúc ông nói 10.000, lúc nói 12.000. Thì con số nào là chính xác vậy anh Thanh? 10.000 coi, cái nếu mà cái tiền mình thanh toán luôn là 10.000 với mấy chục đồng á. Nói tóm lại là 10.000 là con số là anh đã rút về tài khoản Payoneer đúng không? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, nhưng mà thực tế doanh số nó phải cao hơn chứ, nó phải có refund chứ anh. Không biết, mình coi trong cái số đó không, còn mấy kia mình coi lại cũng hình như nó hơn, thì nó hơn á. Không phải đi làm quá thì tôi bu có coi lại đấy, bác mình kiểm tra lại thử. Tại mình coi cái chỗ chủ yếu là tiền nó gửi về cho Payoneer thôi, cái quyền mà thanh toán rồi cho mình á, còn cái tiền kia mình không có coi, không có rành coi cái kia. Nó thì hơn 10.000 là chắc rồi, tại vì nó còn chậm mất một tuần mà. Đúng rồi. Nó chậm mất một tuần. Mà nó còn giữ lại 10% nữa, thành ra chắc chắn là hơn 10.000. Anh Thanh chia sẻ luôn đi anh Thanh, anh ở đâu, đến từ đâu? Này nói chưa? Mình tên Chí Thanh, quê ở Trà Vinh, đến từ Trà Vinh. Có ai xuống Trà Vinh thì liên hệ mình ha. Cũng phê chơi, tại mình đang làm bên quảng cáo. Nhiều khi cũng đi làm từ sáng tới chiều, tới chiều. Lúc mà mới vô học thì không có làm nhiều, làm được có ngày 2 tiếng đồng hồ à. Thì cũng làm cái đống lộng cộng vậy lắm mà cũng không biết cách làm, mà làm sao mà được cái bữa mà đại hội lần đầu tiên á. Thì nghe mấy anh nói, mấy anh chia sẻ, mình bây giờ mình nghiên cứu, mình làm được ra được vài sale đầu tiên. Sau thì lần sau nữa mới vô là qua tháng thứ hai, bước qua tháng thứ hai á, là được anh Kiệt chia sẻ là giống như cảm giác như mà cô kêu gì mà chơi máu chiến lên á, mình cũng gán máu rồi lên. Nhưng mà nếu mình chơi máu và làm đúng theo cái cách của anh thì ai ngờ nó ra kết quả, mình bất ngờ trong tháng thứ hai nó nổ quá, mình chịu không nổi. Nổ liên tục. Cái mình dự định là chơi mạnh tháng thứ ba nữa, mà vừa qua tháng thứ ba là bị khóa tài khoản, mà trong khi đó mình bước qua tháng thứ ba là mình bị phá 4 tài khoản rồi. Mỗi lần phá là báo lên nhóm là bị khóa nữa rồi, như là mình chạy hơi bị nhiều hay sao mà phá mình liên tục. Mình cứ tạo lên lần là 4 tài khoản, 4 lần là 4 tài khoản, rồi tới tài khoản thứ 5 là mình tạo được luôn tới giờ luôn. Chạy combo ít thôi là đỡ chết tài khoản. Cái lúc mà tạo tài khoản thứ hai, thứ ba là không có dám thêm combo nữa, chơi tiền thiệt luôn á. Anh Thanh là mới có 1 tài khoản thôi đúng không anh Thanh? Đúng rồi, go chạy liên tục luôn là... Liên tục 1 tài khoản thôi đó. Là vì có chiếc bông nó cứ bông cái tài khoản đầu tiên của ổng thôi. Đấy, đây danh số ổng bay check nè. Thì ổng tính kiểu gì đó, chắc anh tính thiếu sợ là chỗ này 8.000. Ổng không click vào lúc refund và trao back nè. Ok, xem, ví dụ như trang businessforhome.org. Trang này là liệt kê những sản phẩm xây dựng theo mô hình MLM với mô hình đa cấp được bán trên toàn cầu. Tức là những cái sản phẩm mà người ta bán rộng rãi trên toàn cầu và doanh số cao. Thì như cách đây 2-3 tháng thì Hường chia sẻ lúc này là My Daily Choice, này chị Jenna của My Daily Choice xếp vị trí số 2 với doanh số 1 triệu đô một tháng. Ở dưới thu nhập 1 triệu đô một tháng giờ trên My Daily Choice, tức là 23 tỷ mỗi tháng. Một năm chỉ kiếm được 12.7 triệu nè. Nhưng mà bây giờ thì nó sắp xếp hết rồi. Ngày trước, ngày lúc mà này nó xếp vị trí thứ hai thì vị trí số 1 đó là một cái đồng coin nào đó. Cái đồng coin nào đó bây giờ nó biến mất rồi. Nó biến mất trên thị trường luôn rồi. Bây giờ xem nó cũng không còn nữa. Đấy. Thì bây giờ nó là vị trí đầu là nó là Success Factory. Cái này thường xem qua thì nó là một cái trang của Hà Lan thì phải. Thì Việt Nam mình kinh doanh một cái sản phẩm Hà Lan ấy thì nó cũng hơi không đủ mạnh lắm, mặc dù nó chiếm đứng ở vị trí số 1 về thu nhập. Với người này nè, hai người này đứng vị trí số 1, 2.8 triệu mỗi tháng. Thì Hường thấy có hai cái sản phẩm mà nó phù hợp với chúng ta. Đó là một là sản phẩm MyDD Choice, hôm trước Hường có chia sẻ. MyDD Choice nè, mọi người thêm nè, vị trí về thu nhập là 1 triệu đô, ở dưới đây cũng có nữa. MyDaily Choice. Đây, MyDaily Choice này. Đấy, thì đây là xếp hạng những người mà có những thu nhập cao về cái ngành MLM này. Đấy, ở trong cái bảng này nó có cả những cái sản phẩm quen thuộc của chúng ta ngày trước như là Jones này, Amway này. Amway nó ổn định rồi nên vị trí của nó như thế này thôi. Rồi Herbalife đây, New Skin Herbalife. Thì rất là nhiều cái sản phẩm mà tại thị trường Việt Nam chúng ta bán. Nhưng mà bây giờ Hường thấy có sản phẩm này,
IM Mastery Academy. Cái này là một cái trang mà ở Việt Nam chúng ta có thể là thuận tiện tí. Thuận tiện bởi vì nó là một nó giống như kiểu những cái kiến thức về kinh doanh, về đầu tư, những kiến thức mà ở đây là sản phẩm của Mỹ này, của US. Ông này kiếm được doanh số 1 triệu đô một tháng, 18 triệu đô một năm. Vừa rồi có thể là doanh số ông cao, COVID làm cho đảo chiều. Nên là những sản phẩm digital products nó có thể là nó hơi bị chiếm ưu thế. Nên cái digital này nó chiếm ở vị trí số 2. Đây là một cái hệ thống các khóa học đào tạo về đầu tư, về kinh doanh, các chỉ số. Nó như một cần thiết cho cuộc sống của những con người, năm cái vấn đề của cuộc sống. Một cái như thế này nè. Bây giờ sẽ có phần quà gọi là học bổng dành cho ai phá kỷ lục được anh Thắng Mai ấy. Đợt trước mọi người nhớ Thắng Mai không? Đấy, phá kỷ lục được ổng ấy thì Hường sẽ tặng học bổng 15 triệu. Còn ông nào mà phá kỷ lục của canh phá kỷ lục anh Thắng Mai ấy được 20 triệu. Được không? Đặc biệt là các ông thành viên mới. Được không? Ai thành viên mới biết xuống được cho Hường đi. Giờ một tháng phá kỷ lục của Thắng Mai trong 3 tháng có được tặng 20 triệu không? Chơi vậy là chết. Thôi thôi thôi. Thôi chơi vậy nè. Lấy doanh số của mình 3 tháng mà lên 6 con số có được pha học bổng không cô giáo? 3 tháng lên 6 con số hả? Là một lên 100.000 hả? 100.000 á. Ờ. Vậy chắc chết. Tiền đâu mà chịu nổi. Anh chỉ có suốt ngày trao học bổng cho anh Kiệt thôi đúng không? Xuống cái trao, đúng rồi đó. Cái trao bây giờ nè, mấy ông mà dân số 30.000 trở lên đấy, thì nhà nè, phát kỷ lục nửa tháng của mình bằng 3 tháng. Ông mà dư rồi, quên. Dư của ông không hay rồi, thôi khỏi khỏi. Nửa tháng bằng 3 tháng này. Thôi khỏi khỏi khỏi. 13 ngày chứ mình nửa tháng, bị khóa tài khoản chứ 13 ngày. Rồi trao học bổng đi nhanh còn kịp. Like, chia sẻ trước đi Lai. Lady first. Rồi, em xin chào mọi người. Thì em rất vui vì được là người là nữ đầu tiên được nhận học bổng của cô giáo. Bởi vì doanh số của em thì nó không có cao, nhưng mà em cũng hơi bất ngờ. Bởi vì mình là người đứng đầu ở lớp. Vì chia sẻ với mọi người. Mọi người khác tập quán hết còn mình em. Lúc em có rất nhiều cao thủ. Nên em không ngờ là em lại đứng đầu và em tồn tại tài khoản tới hôm nay. Thì chia sẻ với mọi người á, thì em gần như là người cuối cùng, gần cuối cùng có sale đó. Bét nhất lớp á. Thì lúc đó em não vô cùng luôn. Lúc em gần 2 tháng em mới được có sale. Gần 2 tháng có sale thì nản vô cùng. Thì lúc đó nhờ một cái động lực đó là chị Hường á. Cái lúc đó chị Hường bảo tắt em ra riêng một cái lớp là không có sale. Để tự học á. Thế là lúc đó em mới tỉnh ngủ. Và hơi bị sốc lắm. Hơi bị sốc tại vì chị Hường tắt hôm trước thì hôm sau cách 2-3 hôm thì em bắt đầu có sale. Thì sale ra đều từ hôm đó. Cũng như nói mọi người, mình cũng không biết sao mình được kết quả như vậy. Cái mình mới vô học thì mình cái tuần đầu tiên thì mình được chỉ có 54 đô thôi. Tuần đầu tiên. Thì sang tuần thứ hai là mình lấy đạt được 200 mấy. 200 mấy sao mà được cô liên hệ kêu bằng học đại hội gì đó. Mà lần đó có anh Hòa An, anh chia sẻ kiến thức. Mình thấy cũng như là thấy cô chia sẻ mấy cái kết quả mấy anh nó mới biết nào mình đạt được kết quả đó. Quá trời phái luôn, ngưỡng mộ. Cái được đại hội đó thì sao được vô tình nghe anh Hòa An anh chia sẻ. Mình thấy mình có động lực nhiều quá. Cái mình phát triển, mình học theo những người mà hay hay thôi. Chủ yếu mình học theo những người hay. Thì học thì nghe tới đâu thì mình làm rút kinh nghiệm cho bản thân mình làm hơn đó. Thì cái đầu tuần thứ ba mình được hơn 100 nữa, là được 300 là tháng thứ ba đó. Cái thấy cô post lên hình nữa, động lực nữa, khoái nữa, bỏ bớt công việc ở cửa hàng về làm thêm chút xíu nữa. Rồi tới tuần thứ tư là mình đạt được 400 mấy á, tuần thứ tư á là hết tháng á, là hết tháng là mình đạt được gần 1000 á. Thì cái qua không chưa đâu, mới có một tháng đã có 1000 rồi.
là mình thấy mình làm theo cái hướng của mấy anh cao thủ này, hình như có kết quả. Mới liên hệ cô, chừng nào có đại hội nhớ cho Thanh hay với thằng Thanh tranh thủ Thanh về Thanh nghe tiếp. Sao mà vô tình được anh Đức với anh Kiệt chia sẻ thấy đã quá, đi quá chị mà. Nó càng ngày càng thấy hay nữa, cho nên mình làm thì lên cái từng thứ năm là mình đạt được một tuần là được 1.000 á, một tuần là đó mình đạt được 1.200 á. Mình thấy là mình làm theo cái cách của anh này là chia sẻ mình thấy hiệu quả rồi, động lực nhiều quá. Cái mình làm liên tiếp từng thứ sáu, từng thứ sáu thì mình bị gớt. Có nghĩa là từng thứ sáu là mình bị chết rồi thảm miên. Là đạt 600 thôi. Cái nào mình tạo lại tiếp. Mình tạo lại tiếp là mình chạy không chấp nhận nhiều nữa. Nhưng mà cũng gán lên cái đầu nó được 1.100. Cái đầu chơi mạnh lên nữa. Chơi mạnh nó chết thì khoảng nữa. Cái mình tạo lại nữa mà không giống Xbox luôn, chơi thiệt luôn. Tại vì do đó mình lo cái tài khoản mình là do Xbox chơi quá, cho nên là chắc nó nghi ngờ cho nó chết. Là chơi tiền thiệt là bắt đầu đạt được có từ 1.800 lên vào 1.800 liên tục. Là được thêm mấy tuần đó là chết tài khoản luôn. Thì... Không, cũng cảm ơn anh Kiệt với anh Đức chia sẻ khúc sau, em thấy đã quá. Cảm thấy nói sướng đó là hết động lực rồi hả? Động lực. Ông nói vậy thôi chứ trong cái nhóm kia toàn là nhậu nhẹt trên Zoom mà. Mấy ông mà lấy cái mic ly ra vô 1, 2, 3 vô. Vậy đó là nạt thôi. Vậy đó mình cũng hết động lực kìa. Cái đâu bóp lên nhóm bây giờ mình mang cái mình nhậu lên đây đi, cao kê trên nhóm luôn. Tôi ăn được. Mang đi rượu ra chúc anh Đức đi. Sư phụ. Tao đúng đi. À, bị khóa tài khoản xong. Cái ông còn rướng thêm mấy trăm đô được hả anh Thành? Đúng rồi. Anh là một trong những thành viên rất là may mắn được lớp mình có cộng đồng mình có nhiều bạn được như vậy lắm, dính cookie. Anh Thanh là được thêm bao nhiêu? Được căn được 600 mấy á. Ờ 600 mấy đô free đó cả nhà. Không chết là pin đâu được cả từng lễ mà cũng còn sao mà bán được điều ngày 200-300 ngày 200-300 mà được đâu 3 ngày liên tiếp.